Máy Nhật Bãi Long An xin chào toàn thể quý anh em và bà con cô bác trên mọi miền Tổ quốc. Thì đầu clip thì em xin chúc tất cả các anh em và bà con cô bác luôn được nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong công việc của mình. Rồi, hôm nay thì em có vệ sinh được một số đầu nổ. Thì mới vừa vệ sinh xong, mình chia sẻ lên với quý anh em và bà con cô bác mình cùng tham khảo. Như anh em và bà con cô bác có nhu cầu sử dụng thì liên hệ qua số điện thoại của em là 0908 116 276. Như anh em và bà con cô bác có tới địa chỉ em chốt máy thì địa chỉ em nằm trên quốc lộ 1A, tổ cấp 2 xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Thì anh em và bà con cô bác có tới được cửa hàng chốt máy thì em giảm tiền lợi nha. Còn máy em sẽ test nổ, báo giá, đánh mã số, thì trong đó có bao gồm phí vận chuyển và bao xài cho anh em và bà con cô bác rồi nha. Rồi thì bắt đầu đầu tiên trong cái clip ngày hôm nay là một cái máy là tương đối nhỏ. Dòng này thì nó đánh cái chữ văn ma mà bị bay rồi anh em ơi. Đó. Dòng này là FA76 thì công suất của máy này là 1.5 nha anh em. Thuộc thương hiệu của hãng Kawasaki. Cốt thẳng tua nhanh, cốt lâu hết nha. Đó. Cái máy nhỏ nhỏ xinh xinh. Thì máy này thì thùng ở trên nó nước sơn nó cũng hơi bị rớt nhẹ anh em ơi. Ở bên trong thì còn được ha, còn sáng sủa. Máy móc thì em đã kiểm tra vệ sinh rồi hết rồi, vậy anh em chỉ việc về sử dụng thôi. Đây công tắc thôi chứ máy móc còn đẹp, dây dịch mới tinh. Rồi máy còn nhỏ chạy ok nhé. Rồi cho em xin báo giá lại là máy này là công suất 1.6 cốt thẳng tua nhanh nha. Mã số là 988, em báo giá là 1.200.000, bao ship hàng toàn quốc nha anh em. Và tiếp theo là 989. Thì dòng này thì cũng thuộc thương hiệu của Kuota nha, Kuota GS90. Máy thì hình thức thì thấy sáng sủa đẹp anh em, có lỗi nhưng mà để em quay sau ha. Đây, GS90 thì công suất của máy này là 2.2. Tua của nó là 21. Cúp viền, cúp lâu hết nha anh em. Đó. Máy còn sáng lắm. Áo thùng vô rồi nói chung là máy đẹp. Nhưng mà nó có cái điểm này là khi cái máy này rất công về thì nó không có cái nắp á. Thành ra nó bị một cái máy khác cắn vô làm cho nó méo cái găng ha, mà em lấy cái nắp em dặn vô vẫn xài được anh em. Cái lược thì em cũng trang bị cái lược với cái nắp nhận vô nè anh em nè, bỏ vô nè, dặn nè, thấy không, đúng tay luôn nha, đúng tay luôn nha. Ở đây là một cái lỗi, thì cái lỗi này nó cũng không quan trọng tại nó nằm ở trên mà dặn được anh em, dặn vô là bích dịch luôn, không ai biết gì luôn đó. Thì cái nào mình quay chi tiết cho anh em mình xem. Rồi thì một cái máy này thì em có báo giá để em test nổ cho anh em bà con cô bác mình xem nha. Rồi thì máy này em cũng vừa test nổ xong cho anh em bà con cô bác mình xem rồi nha. Mã số của máy này là 989, em báo giá là 1.300.000. Nhắc lại là máy Kuota GS90 công suất 2.2 nha anh em. Cốt truyền
rồi tới mấy à 990, thì dòng này là của hãng Suga 3 người gửi, Suga GE F13, công suất của máy này là 3 người gửi anh em đó. Cốt chèn, cốt lông quét máy này là 18 ly ha, công suất 3 người gửi, cốt 18 ly, máy cũng còn tương đối nha anh em. Cái loại này nó lấy lên rồi. Lấy đều. Đây, mình sang bên trong rồi. Gắng cố gắng lấy cho anh em bà con cô bác xem ha. Cũng còn tương đối thôi. Rồi, để em test nhỏ anh em ơi. Suga 3 người gửi này em bao ship về cho anh em luôn, giá chiều 2 ha anh em. Thì nổ thì em cũng mới vừa test xong nha anh em. Rồi tiếp theo là 991. Thì đây là một cái máy Kubota. Để cho anh xin giới thiệu là Kubota GS 170 nha. 170 là công suất máy này là 4 người 3. Máy đẹp anh em. Công suất 4 người 3, cốt chèn cốt lông quét là 18 ly nha. Đẹp đó anh em. Rồi. Thanh trong cũng còn đẹp luôn anh em ơi, khá đẹp ha, khá thôi. Giờ bão quá anh em. Giờ gọi giờ không biết bắt mưa giờ nào luôn. Và nghe được tiếng nổ của máy rồi nha. Rồi chuông nó trong 7 màu luôn. Rồi, máy này mã số 991, báo giá là 1.700.000. Nhắc lại là bên em là bao ship hết nha anh em. Rồi tiếp theo là 992. Đâu trời. Đây 992, lôi con 992 gần trước này đi. Rồi em xin giới thiệu là dòng máy này của hãng Gobin nha anh em. Nó về nó không có cái tem gì trơn anh em, thấy đâu quay gắt đâu không có. Đây là Gobin coi là em còn kỹ. Đây Gobin A18 nha anh em. Đó, IC của nó là một nhà bá luôn, xài chừng nào mà hư. Tua của nó là 2000, công suất là 5 ngựa nha. Cốt chèn cốt lâu quét là 18 ly. Thì máy này thì nhìn mình nhìn vậy thôi chứ cũng rất là đẹp á anh em. Đó. Đều đạt. Đồ đạt cũng còn tương đối đẹp anh em. Màu cam ha, màu cam nó lấy cái màu của Kubota luôn, lâu lâu mới có gặp con một màu cam. Đây màu xanh trong. Thì trước khi em gỡ máy về với anh em và bà con cô bác thì em cũng nổ máy lên kiểm tra một lần nữa em mới giao cho anh em bà con cô bác yên tâm ha. Ở giờ dòng máy này thì công tắc này nó cũng thiết kế ngộ ngộ nè, để chiếc rung là chạy nè đó, mũi tên qua chiếc rung, còn này ít tớp anh em, vậy là tắt dặn à. Cái ngộ.
quá đã anh em ơi. Ồ, ở đâu rồi? Rồi. Dạ. Tắt máy ngộ này, hình như nó có một số dây đèn ở trong nữa nè. Anh em nào có về có xài đèn, cô đèn không được. Rồi, thì em mới vừa test xong cái máy của Vini 18 nha. Cúp chuyền cúp long quét là 20 ly. Mã số là 992, báo giá là 1.600.000 nha anh em. Rồi tiếp theo là 993. Thôi vô đây luôn nha. 993 là một máy Mitsu anh em. Máy Mitsu G350 ha. Công suất của máy này là 3,5 người, tua là 2.000 nha anh em. Đó, Mitsu. Máy móc thì còn được đó anh em, còn được thôi. Còn khá thôi. Cốt chuyền cốt lâu quét là 18 ly. Quay hết cả cảnh hết cho anh em mình coi. Ô, bình xăng máy này mới tinh anh em ơi. Ngoài nó bỏ mưa nắng nhiều quá, trong còn hết xài mới tinh luôn. Rồi để vẽ vô đây thử trong này luôn. Mitsu thấy vậy mà nó chạy chắc quá anh em. Đó, Mitsu này là G350 ha. Mã số là 993. Báo giá là 1.300.000 nha anh em. 1.300.000 và xếp hàng đồng quắc luôn. Rồi, tiếp theo là máy này cũng là Kuta nha anh em. Kuta New. Máy cũng còn đẹp nha. Đó, Kuta New GS160. Thì công suất máy này là 4 ngựa nha anh em, tua là 2.000. Cốt chuyền cốt lâu quét là 18 ly nha. Máy móc cũng còn tương đối khá đẹp nha anh em. Đồ đạc thì còn cứng cáp, còn khá đẹp. Đây, bình xăng bên trong còn đẹp luôn nha. Thì em quay về nè, anh em có chốt cái máy nào mà ví dụ như đang thiếu lượt á, anh em có chốt thì nhắc em gắn vào thêm nha. Nhiều khi công việc nhiều quá em quên anh em ơi. Mới vừa test xong cái máy Kuta New mã số 994, báo giá là 1.700.000 nha anh em. Rồi tiếp theo là 995, là dòng này là dòng Mitsubishi G510 nha anh em. Nói chung là máy móc này là còn rất là đẹp. Đó. Mitsubishi G510 ốc vàng khè lắp trắng tư nữa anh em, đây đầu nòng đó anh em, mới tinh luôn. Cốt chuyền cốt lâu quét là 20 ly nha. Máy móc chuyền khỏi chê vậy, quá đẹp, đỏ ao à. Đây xong bên trong mới tinh luôn ha, mới tinh luôn. Rồi
gì ta? Lớn là tí anh em ơi, nhỏ quá mà nhiều khi đem về không có xài gì đâu. Nãy giờ em sợ tắt không chứ lết luôn. Anh Tây là như là để xa xa là không có nghe được tiếng luôn. Nhưng anh Tây mà em nghe ngoài này thật rồi. Em xin giới thiệu máy này là máy số 995 nha. Giá là 2 triệu bao ship về cho anh em rồi nha anh em. Rồi tiếp theo là 996. 996 là dòng này là của hãng Dân Ma. Đó, máy này cũng đẹp nè. Kéo kéo vô đây gì dễ thấy. Đây. Dân Ma này là GE50 nha, công suất của máy này là 5 ngựa. Công suất là 5 ngựa, tua của máy này là 2000 nha anh em. Cốt viền, cốt đầu ốp là 20 ly. Máy này cũng nằm dạng đẹp nha anh em. Hậu sơn cũng lưỡng luôn nè. Đó. Máy móc còn sáng đẹp. Đẹp ha. Ốc vàng khè, ốc trắng tư. Rồi, một cái máy 5 ngựa giờ của hãng Dân Ma. Rồi, bên trong còn khá ha anh em. Vừa test xong cái máy anh em, cái máy Dân Ma GE50, công suất của máy này là 5 ngựa nha, mã số là 996, báo giá là 1.800.000. Rồi tiếp theo là 997, 997 là máy này của máy của hãng Gobin nha, Gobin D23, không có tình này. Công suất của máy này là 6 ngựa nha anh em, 6 ngựa tua là 2000, máy móc thì cũng còn sáng là đẹp. Đó. Đẹp ra anh em. Máy cũng còn đẹp. Công suất máy này 6 ngựa, cốt chiền, cốt lâu hết là 20 ly nha. Bên sang bên trong cũng còn khá đẹp luôn.
xin giới thiệu lại là mới vừa test xong cái máy Gobini 23 ha. Mã số là 998, mà báo giá là 1.700.000. Rồi, tiếp theo là máy phía sau của em là máy Mitsubishi G500, công suất máy này là 5 ngựa nha anh em. Tua máy này là 2.000 nha. Đó. Máy móc cũng còn tương đối đẹp. Đó, đẹp. Đẹp ha. Bugi cũng còn có tin. Máy móc còn đẹp. Cốp viền, cốp lâu hết là 20 ly. Nói chung là áo thì quá xuất sắc rồi, không đỏ luôn, nhưng mà phía trên nó bị lâu quá, nó bị bong sơn miếng ha. Là mình sang trong rồi em, có tin nè. Mới vừa test xong cái máy Mitsubishi nha, 5 ngựa G500. Thì cốc truyền cốc low weight là 20 ly, mã số là 997. Báo giá là 1.600.000 nha anh em. Rồi tiếp theo là phía sau em thì bơm nước ha, còn hai con. Đây là bơm Mitsubishi G220 nha. Công suất của máy này là 2 ngựa 2, tua là 4.200 luôn. Đó, hình thức bơm máy còn tương đối sáng sủa anh em. Bơm này là hỏng 40. Đó, 40 tua là 4.200. Lưu lượng là 220 lít trên phút. Áp là 85 m. Ồ phải. 33 m là gì anh em ơi. Nó cũng là 85 mà nó cũng là 33 nữa. Hỏng thì hỏng 40 nha, bơm thì cũng tương đối xài nha. Đó. Bơm Mitsu hỏng 40. Đây là thanh trong, còn được anh em. Bơm máy cũng vậy, rất là ngon đó anh em. Em xin nhắc lại là mới vừa test xong cái bơm ha. Mã số 999, báo giá là 1.700.000, bao ship cho anh em về tới nhà anh em rồi nha anh em, bà con cô bác. Rồi, tiếp theo là đã hết mã số rồi thì bây giờ cái máy này em quay em giới thiệu luôn. Máy này thì dòng Yanma nha anh em. Yanma GE316. Anh em để ý nè. Đó, luôn sọ ốc ác rồi dàn kè ha. Mới tin nè, GE36, áo là bằng nhựa, này là bị bụi thôi.
thùng nhựa, áo nhựa luôn. Công suất máy này là 3,5 người. Cái máy còn quá là đẹp. Mang bầu bơm hồng hút xả 50 nha anh em. Quá ok luôn. Đây, cái model của nó đây. Cao quá. Đó, thì công suất của máy này là 3,5 người. Cốt thẳng là tua 4,000. Model của nó là hồng 50, lưu lượng là 560 lít trên phút. Áp là 23 m. Tua 3,6. Đây là mít in da băng ha anh em. Một bầu bơm và một cái máy còn quá đẹp. Nói chung khung cũng đẹp luôn rồi. Đó, thì máy này là Giang Ma. Giang Ma nguyên một bộ khung cơm lê này luôn. Thì em bao ship về cho anh em là 2,2 triệu nha. Máy còn quá đẹp. Cho xin nhắc lại là máy này là nguyên cái bộ bơm này là giá 2,2 triệu bao ship về cho anh em luôn nha. Máy này này mà coi như là nó chưa có mã số, để em bắt đầu em sẽ nghiên cứu mình lên một cái mã số dãy số mới nha anh em. Rồi thì hôm nay em được cấp máy nha, hẹn anh em và bà con cô bác vào video tiếp theo. Mình xin chào.